gì mà lâu thế không biết. Má lâu vậy. Kia, khi nào mà trả nợ? Mày lâu rồi đấy. Nợ nần gì mày? Ai nợ chúng mày? Mày không nợ tao, nhưng mà mày ông nợ ông chủ tao. Ông chủ mày? Đúng. Ông chủ mày tuấn lồn à? Mẹ thằng mày láo. Mẹ. Mày là thằng nào? Mày không nhớ tao thật sao? Anh khai cho em. Em trả anh. Điền quân nét quốc, ngôi nhà của những bậc thầy sáng tạo nội dung. Ừ, cái này mình thấy quen quen đó. Ừ, tha cho rồi. Anh tha cho em đi. Anh tha cho em anh. Mình nhìn cho cười đi. Nhìn cho cười đi. Tha cho anh em ơi. Em hứa 3 ngày em sẽ tha anh ơi. Tha cho em. Mày hứa hơi nhiều rồi. Tạm thời ta sẽ lấy cái tay của mày. Cho mày nhớ. Bỏ nợ thì phải trả. Hết cả hồn. Chẳng lẽ là con. Hello mọi người. Chào mừng mọi người đến. Hello mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với góc máy quen thuộc của HT. Sau một đêm trằn trọc không ngủ, tôi gặp toàn ác mộng, thì mình cuối cùng đã tỉnh dậy. Và rất đen lắm. Cái này mê nó lại về đây. Không biết bên trong này có cái gì. Mình thấy nó đen đen, cũng nghĩ là mỏng manh. Mỏng, nó đúng mỏng như tờ giấy. Có khi là giấy trong đây. Thì cũng nói luôn với các bạn này, hôm nay mình sẽ khui thử cái này là cái gì. Có khi là mọi người cũng đã biết rồi, mà một số người cũng sẽ có người chưa biết, thì để mình
cui để xem bên trong này có gì. Có bộ cũng căng thẳng lắm anh em ạ. Trùn hết, mồ hôi ướt rồi. Bạn thôi chứ mình thử bóc ở bên trong này có gì. Nếu như đây là một cái phần quà của nhà Điền Quân, Điền Quân Network thì mình xin cảm ơn Điền Quân. Cũng gửi lời kính chúc đến ban lãnh đạo cũng như là công ty Điền Quân Network một năm hoàn toàn mới và có nhiều sự khác biệt và nhiều thành công và có nhiều nhà sáng tạo đâm đầu vào hơn nữa. Tiền thì túi cũng hơi bị là hết. Ủa cả ngày rồi vẫn bụng một cái túi rất là xinh xinh ở đây. Cụ thể là cái Điền Quân Network, ngôi nhà của những bậc thầy sáng tạo nội dung. Đấy, nghe đến đây vẫn thấy cảm thấy tự hào rồi, vì mình là một trong những thành viên của bậc thầy sáng tạo, mặc dù lượng view rất ít, không ai xem. Thì một cái bì khá chi là lịch sự, lịch lãm, chắc là cái túi mua hàng. Ồ, trong này không phải là một cái, nhiều cái. Hy vọng là có cái gì đó ăn được. Bấm một cái, ba bốn cái bấm luôn thôi, mình gỡ từng cái lên để tạo sự tò mò cho anh em nhá. Anh em cùng tận hưởng với mình cái cảm giác tò mò này như thế nào. Xong hồi ấy mình thực sự nó mình vẫn chưa biết bên trong là gì đấy. Đấy. Và bây giờ mình sẽ thử bên trong có gì. Umbala tiền vào như nước sông Đà, tiền ra như nước giọt cà phê đen. Còn không vui đấy, lắc nhẹ nhẹ rồi không vui rồi, mình chờ thử. Giấy thư, nghĩ là thư chúc Tết anh em ạ. Mình thấy cái này quen rồi, lịch chân chùi như lịch. Ở bên dưới lịch có gì? Wow, bị bóng cả nhé, bị lì xì nữa. Mẹ bẩn dữ, Điền Quân gì bẩn dữ vậy? Vì lịch sử. Thôi mình khui từng cái, phải toát hết mồ hôi, thôi khui từng cái nha. Đen, đấy, để chính xác là một cái bì thư, một cái phong bao thư, cái nãy mình nói với anh em rồi đấy. Mình nghĩ nhiều người biết, người ta xem cái này không quan trọng lắm, nhưng mà đối với mình đây là thực sự là một món quà rất là ý nghĩa luôn, mặc dù, ủa mà có ý nghĩa không nhỉ? Không có tiền, không có gì ăn được, chả có ý nghĩa gì với cái cuộc sống này cả anh em. Nói vậy thôi chứ cái gì cũng được, miễn có quà. Đấy, cái thứ hai là cái bọc này mình nghĩ là cái bọc lì xì rồi, vuông dài dài bằng tờ tiền này, mình nghĩ là bọc lì xì để mình đem lì xì. Thế nhẽ họ đưa mình để mình đem bọc lì xì ra, biết ngay mà. Gửi thư cho mình bao lì xì, lì xì mà không có tiền. Đây là cố chơi mình, bắt mình bỏ bao lì xì vào đây, bỏ tiền vào đây lì xì. Lì xì các bạn, ok, tết này mình sẽ lì xì bằng cái này hơi bị nặng á, mỗi cái là 100 nè. Hả? Được chứ, 100 được rồi, làm đất gì ra tiền. Ở dưới, ui vẫn còn cái nữa, vẫn còn thư luôn, không lẽ gửi nhầm à? Đây, hai thư nha anh em. Tạm thời bỏ lên đây. Đấy. Bao lì xì bỏ lên đây luôn. Nhá. Hết mẹ. Hết rồi. Cũng còn thơm mùi mới ấy. Làm đại trà mà chẳng mới cũng được.
Lịch sử luôn đấy, lịch sử hẳn hoi. Xuân Canh Tí 2020. Điên Quân Network, ngôi nhà sáng tạo của những bậc thầy sáng tạo nội dung. Được. Lật trang đầu tiên xem thử có gì. Này in chung à. Tết vẫn là một câu chuyện về sự đoàn viên của khởi đầu mới. Hãy bắt đầu những năm mới bằng nội dung giải trí, Tết, phim hài, gaming, âm nhạc. Từ làm đẹp nhà cửa đến lột xác bản thân ngoài ra, món ăn ngày Tết được chế biến theo phong cách mới lại sẽ rất thú vị. Hãy kể câu chuyện theo cách riêng của bạn. Ok. Ok. Sẽ đặt đây. Hợp lý đấy. Hà, cái này mình nghĩ cái này không quan trọng lắm. Mình chủ yếu cái này xem có gì không, không được nữa vứt luôn. Cởi áo em ra. Thu qua đông đi xuân lại đến, veo nhiều ship khủng đón xuân sang. Canh Tí với muôn vàn tài lộc, nút vàng nút bạc. Clip trending. Ủa, nghe là hấp dẫn rồi, nghe là phải phái. Hả? Được lời chúc thật là ý nghĩa. Ok, tiếp tục. Cái này là cái gì đây? Bóc luôn cái này ra xem được cái này bên trong là gì. Chết mẹ rồi, dính rồi. Ủa chứ còn hai cái vô lý vậy, gửi hai cái là cái gì vậy? Anh Điền Quân, anh có nhầm không à, các bác các chú? Anh Điền Quân có nhầm không? Sao gửi em hai cái lời chúc giống nhau như thế này thì gửi làm gì cho mất công, gửi nhầm người khác để biết được em trả lại nhá. Nếu như mà nhầm thì nói em trả lại nhá, chứ em không muốn nhận nhầm của người khác đâu nhá. Bì thì bì của em ấy, tên của em, nhưng mà hai cái này nhầm rồi. Này thu qua đông đi xuân lại đến, veo nhiều xúc khủng đón xuân sang. Canh tí với muôn vàn tài lộc, nút vàng nút bạc. Clip trending. Hân hạnh được đồng hành cùng bạn. Ok, thôi được rồi. Hai bức thư này cũng được rồi, tôi tạm thời mình bỏ vào trong cái ấy này. Trong có gì ta? Không có nhầm rồi nhầm, Điền Quân hộ không nhầm. Tưởng đâu gửi thư với mình nhầm, gửi phong bì cũng nhầm luôn, cảm ơn. Thôi được rồi. Cũng hơi rườm rà rắc rối nhưng mà cũng ok, tạm ổn. Rồi. Clip móc bóc quà Điền Quân đến đây là hết. Đấy, mong các bạn xem thấy vui thì hãy ủng hộ, like, subscribe, chia sẻ. Đấy. Thì các bạn nào có nhận được quà như mình hãy comment dưới bên dưới để mình biết, mình cũng chia sẻ niềm vui với nhau thôi. Thực ra mà nói thì Tết rồi cũng quả cáp, nói chung là tiền bạc thì vẫn quan trọng hơn. Đấy. Nhưng mà không có cũng không sao cả. Ok. Thì chúc nhân đây chúc các bạn một năm mới cùng gia đình vạn sự bình an. Tài lộc, tấn tài tấn lộc, và mọi chuyện của quá khứ cũng như xem cho qua hết đi. Nhưng mà tiền thì đừng có cho qua nhá, tiền là phải đi lấy lại, đòi nợ. Ok, cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn đã xem cũng như là đồng hành cùng HT, cùng với Điền Quân Network trong khoảng thời gian một năm, chính thức bây giờ là đúng một năm. Đấy, cảm ơn các bạn.